Chào người trở lại với channel của mình. Mình là Ryan Lê. Và hôm nay mình sẽ trở lại tiếp tục với video review ad của anh HA81. Thì hôm nay mình sẽ thực chiến vào cho mọi người Boss Hoàng Kim Thiên Nhẫn Đao thì sẽ mạnh như cỡ nào. Thì các bạn đã biết Thiên Nhẫn Đao sẽ đã được fit trong thời gian gần đây khá là mạnh bởi cái skill cũng như sức mạnh từng luồng lửa sẽ kéo dài ra. Thì nếu thi những đao mà rơi vào tay top thì sẽ kinh khủng cỡ nào, thì mời các bạn cùng theo dõi video này. Thì trước khi vào video, lại phút quảng cáo của mình là bên mình có bán thẻ SIM để các bạn tự nạp solo bay vào ngân hàng với tốc độ siêu nhanh, và mình sẽ nhận trung gian đóng tin tất cả những sản phẩm của Vinzy với tốc độ cực kỳ lẹ. Và ở server nào các bạn có những trận comment chiến cũng như những cái trận công chiến căng thẳng giữa hai bang thì các bạn cứ liên hệ mình để mình có thể làm những video ok cho mọi người. Và các bạn đừng quên like, subscribe để ủng hộ mình nha. Thì giờ sẽ không để các bạn đợi lâu nữa, mình sẽ chạy qua tọa độ của anh em bang. Anh em bang giao tọa độ nào ta? Như Sunbox server này là anh em chạy tùm lum ý chưa cái gì là gặp anh em rồi. Trời ơi, ảnh nhiễu hai cái lụm tiền luôn mọi người. Kinh quá, ông nào đây vậy? Ông nào đây vậy? Hai phát lên đường rồi vô. Tốt lắm. Ông bút về có vẻ trâu dữ ta. Loại không một cái cho ông hết trâu luôn. Diễu phan thật vô cái. Rồi bút về, ông về là cái gì mà trâu dữ ta. Em bị trâu dữ vậy. Ôi bên kia đông quá đẹp ơi, đẹp ơi. Đâu rồi, bắt qua kia rồi. Xông lên em. Ui da, ui da, ui da, ui da. Trời ơi, bên kia đông vậy. Dinh sơn là ở bên đi. Trời ơi, ơi bên mình đang bot nào ta? Bên mình anh đang bot nào? Bot mài câu quật mọi người. Bot tiếng cũng động, mình qua mình tiếng cũng động nha. Mục tiêu của mình là phải bảo vệ boss đây. Như cái server này là anh em chia nhau ăn boss rồi mọi người. Không có không anh em ăn boss từ trước rồi đây. Thì sẵn nói về boss Hoàng Kim thì mình sẽ nói cho mọi người nghe luôn. Thì nhiều bạn sẽ hỏi là boss Hoàng Kim thì những boss đấy thì những đao săn boss mạnh hay không. Thì thiên những đao săn boss các bạn phải phụ thuộc vào cái kill mà kill đốt lửa này này. Kill đốt lửa là kill đốt đâm chính của những đao nha. Còn hai cái kill nổ mà 5% máu nó sẽ không có nổ được. Thì những đao các bạn săn boss ấy, các bạn đốt lửa mà con boss nó không di chuyển á thì khả năng đam vẫn cao. Nhưng mà đốt lửa mà con boss nó chạy ra khỏi đống lửa là cái đao các bạn bị thọt liền luôn nha. Nên anh em cái này tùy mọi người thôi. Đây. Bây giờ mình ăn xong rồi mình sẽ qua bên tiếp tục. Mặt cao quần, mặt cao quần xong rồi 3 tiếng kích động đi. Ây à, bên đây quýnh lộn dưới đây. Chạy đâu các bạn nè, chạy đi đâu. Trời ơi, đông gì vậy, trời ơi, server đông gì vậy. Khá lưới luôn. Lại, trời ơi, đông quá, đốt lửa cả đó. Như chỗ này đốt một cái rồi thôi, mạng lên chó luôn á trời. Gì vậy? Ê, trời. Máu mình đâu rồi? Trời ơi, có ai cho miếng máu không mày? Chết luôn rồi. Đốt lửa nè, anh em ra đây, ra đây, nhiễu, không ngừng lại, đứng đây luôn, nhiễu, đốt lửa nè,
Đốt lửa. Loạn. Thôi ơi, đứng chặn boss thôi chùm luôn mọi người. Đứng chặn boss chùm. Hạt hạt của anh HK81 hình như anh không có hút sinh lực anh em. Nên quýnh mình không thấy máu hồi này. Theo mình ở những level cao mà những hạt top như vậy này, nếu mà đi những cái trận con mình chiến lớn ấy thì nên úp thêm hút sinh lực tí xíu. Có Dương Môn Cung đứng hồi máu cũng ngon nè mọi người. Kia đâu qua đâu được, đằng kia qua đâu được. Mấy ông kia qua đâu có được. Rồi ông búp phê qua nữa, trời ơi ông búp phê qua nữa. Ông búp phê ông mạnh phải đứt luôn em mà. Búp phê, búp phê. Ai 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 ai. Trời ơi, em coi đúp lửa rồi, coi nó nhảy số các bạn. Trời ơi, thả cục lửa nó nhảy số kìa, trời ơi. Server này thôi, cực kỳ anh em chạy kiều chạy tay dữ vậy trời. Thả cục lửa ở đó thôi, mà nhảy số dữ vậy. Trời ơi, cái gì vậy mấy bạn ơi? Trời ơi, ở đâu mà đông như vậy? Đốt như vậy là mình cái đường đi của mấy ông kia là mình lụm hết luôn mọi người. Mình đốt vậy là mình lụm ở trên đường đi của ông luôn đó. Hạt của anh HK81 theo mình là phải có thể build thêm cái hút sinh lực nữa. Tại vạt này đâm cao quá mà đốt lửa thiên nhẫn ấy. Đốt lửa thiên nhẫn bị phản đam nhiều quá mọi người. Anh không hút sinh lực theo mình là nên có những cái dòng hút sinh lực. Hút sinh lực nó sẽ đỡ cho bạn rất là nhiều luôn nha. Tại vì phản đam bây giờ đốt lửa như vậy này, các bạn bị dính phản đam giật máu rất là khó chịu luôn. Nên theo mình là những cái server sau ấy nên phải có thêm cái hút sinh lực nữa, rất là ngon luôn. Thì mình đã kết thúc video thực chiến cho mọi người về cái việc mà thi nhấn đao săn boss thì bạn thấy rồi. Nó cực kỳ ngon luôn, đứng chặn cổng. Đam boss thì tất nhiên sẽ không mạnh như những phái khác, nhưng mà đứng chặn cổng thì bạn thấy rồi. Quá là dữ luôn, chặn cổng giống như là một vị thần nha. Quá kinh luôn. Thì mình xin kết thúc video đây. Thì nếu bạn thấy video hay quýt đừng quên like, subscribe kênh và nhớ ủng hộ thẻ xin cũng như các dịch vụ của mình nha. Chào mọi người, hẹn mọi người trong video kỳ sau.